Hello, xin chào tất cả các bạn. Đây, các bạn có đam mê cái ấn tượng hay không? Chứ còn mình nhìn thấy nó dày mà nó ăn rồi nó dễ thương rồi mình rất là thích. Đây, con cá này nó bự nhất trong đàn nè. Bự nhất trong đàn nè. Nó bự bằng ngón tay út luôn rồi. Dễ thương không? Cá này bây giờ mình cho cám chìm hoặc cá xay, cá luộc là nó quất phà luôn. Mình đang giao cho khách cái mẫu này là khách lấy 10.000 con, 50 triệu đây. 50.000 con. Mẫu đại này hiện tại là mình không còn nữa. Mình chỉ còn cái mẫu nhỏ hơn là 3.000. 10.000 con 30 triệu. Mẫu này giờ hết rồi. Khoảng nửa tháng nữa mới có tiếp. Mẫu 3.000 thì có sẵn. Mẫu 2.000 cũng có luôn.